giãn tĩnh mạch. Mình đầu tiên là suy giãn tĩnh mạch. Mình đầu tiên là làm 3 lần thôi. Đầu tiên bơm máu đã, đúng không? Chữa suy giãn tĩnh mạch có mấy bước như sau này. Mọi người lưu ý này, đầu tiên là bao giờ cũng phải bơm máu chân, đồng ý không? Bơm máu chân mình học rồi, học trên căn bản học rồi. Thứ hai là làm gì? Thứ hai là dầm gót Miculin mỗi ngày. Thứ ba là luôn luôn chườm gan. Thứ tư là chườm lòng bàn chân. Rồi thứ năm là chúng ta sẽ phải học cái kỹ thuật tắm âm dương. Thứ sáu là gì? Kỹ thuật mở mấy cái tắc của cái van tĩnh mạch ấy. Ai học là học lớp chuyên sâu biết rồi đúng không? Học viên lớp chuyên sâu. Rồi bây giờ mới được thực hành thế này. Hôm nay có bệnh nhân thực hành này. Rồi cái thứ bảy là chúng ta sẽ học cái cách chườm lại ở những cái chỗ mà suy giãn tĩnh mạch. Về là bảy cái kỹ thuật đó nghe thì rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta nhớ là cái gì nó cũng rất là đơn giản, ai cũng làm được nha. Mấy chị này là bệnh nhân tới chắc là mới đi tập dưỡng sinh về à, ghé đây luôn à. Rồi quan sát cái cách của học viên họ làm, mình về mình có thể học được. Và nếu như mà các chị mà muốn mà tự làm được ấy, mình có thể lên trên, mình mà không nhớ, mình lên trên YouTube của bộ môn ấy, của cái bộ môn tập trung tâm, và mình xem lại những cái clip mà thầy hướng dẫn, thì chúng ta sẽ luôn luôn nhớ cái cách làm. Rồi bây giờ mọi người làm đi, xong rồi lát nữa báo cáo kết quả. Và không, chỉ có một địa chỉ duy nhất, tiền đóng tập chỉ liên tâm chỉ có một địa chỉ duy nhất ở đây thôi, 4/1/1 Hoàng Liệt, phường Đống, Tân Bình, duy nhất thôi. Rồi bây giờ mọi người thực hành kỹ thuật đi, xong rồi lát nữa sau khi làm xong thì chúng ta sẽ báo cáo kết quả nha. Chúng ta báo cáo kết quả mấy chị em một số bước không? Là gì? Well. Mọi người còn nhớ cái chị phù này không? Còn nhớ chị mà phù này không? Hôm đầu tới hai chân sung phù á. Mà bữa nay thì sao rồi chị? Đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều á? Mà mới sơ sơ thôi để dành hôm nay mới chữa cho chị chị phù đó. Nhưng mà đã rút mất 70% hết rồi. Đúng là phải đo cái cổ chân này. Đó, đây lẽ ra phải đo đây này. Nhưng mà anh thấy ai nhìn thấy chưa? Khác hẳn chưa? Khác hẳn không? Mấy từ này đầu quá. Ngày đầu quá trời luôn, sưng mù đến hai cái chân luôn. Năm đầu. Rồi đâu rồi, bà cũng biết rồi. Bà cũng biết. Rồi. Quan cảnh nha, tấp nập mà. Lúc nào ở Hoàng Việt cũng hồn nào náo nhiệt. Bà thấy sao rồi? Bà thấy sao, khỏe không? Thấy ok chưa? Hôm nay nghe thế nào rồi? Cô nói thì tôi nghe, nhưng mà cô nói hoài là không nghe. Đó, nhưng mà nghe được rồi. Nhưng mà nghe một vài tiếng nghe. Nghe được rồi đúng không? Có nghe được không? Có nghe được. Nhưng mà hôm nay là đấy, hôm qua là điếc hoàn toàn. Dạ đúng rồi. Mọi người, người đẹp này hôm đầu. Rồi, ai còn nhớ cái tình trạng của chị này hôm đầu không? Nhớ như sao? Này nói được hơi chưa? Nói được rồi, hôm nay nói được rồi. Mà hôm nay đi lại nào. Ôi, mẹ ơi, thế bài nhảy được nghe không? Bài dữ chưa? Bài giỏi quá. Ngon lành chưa? Mê không? Làm có lần mê không? Còn thiếu 10 cái nữa kìa. Còn thiếu 10 cái. Còn thiếu 10 cái. Còn thiếu 10 cái. Xong rồi ta. Đúng rồi. Không? Ở đây 50% rồi.
rồi. Hôm nay nói được rồi đó. Hai chân khỏe. Bác Lý đi gần như 10:10. Bây giờ đi thành chữ Y rồi. Không, mà bác Lý tình trạng bác Lý hôm trước. Bác này hả, hai cái chân hôm trước đi không ứng, không dừng. Bây giờ là đi mau lẹ. Đi mau lẹ. Mà hôm trước nghe nhẹ. Nghe được tiếng không? Nói không nghe. Không. Bây giờ ta nói ra tiếng rồi. Mà làm có một lần đó. Làm có một lần đó mà nói được rồi, đúng không? Vậy là quay là mau lẹ. Tóc đã dạy nhiều gõ trường đã đúng theo cô dạy ngày 3 lần. Không có 80% được không? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Khỏe lắm rồi. Mặt này đi xe đạp được rồi. Đi xe đạp được rồi. Đi xe đạp được rồi. Rồi, các anh chị lưu ý nha, cái trường hợp cô này cái bữa đầu đến thì trước đó cô đã bị có liệt tai biến nửa người. Thì bây giờ khi mà lúc mà cô đến, cô đi đến khó khăn, nói khó khăn. Thì sao có một lần làm, một lần qua ha, thì bây giờ cô đã đi được gì? Xe đạp. Mọi người làm xe đi được xe đạp. Cô xe đạp được luôn rồi hả? Rồi trước đó cô, tại sao cô đi xe đạp không được? Tại cái bị lẹ. À bị lẹ. Hai ngàn lẻ sáu đó giờ nói chuyện không đỡ, đi đứng không đỡ, bình thường ngồi xuống đứng lại phải có người đỡ. Vậy mà làm có một lần nãy giờ đi xe đạp luôn rồi. Chạy đi. Rồi mọi người mừng cho cô một tràng pháo tay, cô đã đi xe đạp rồi thì có sao một lần chưa? Bây giờ ổn nữa. Sao cô thử chạy tới đây coi. Ồ. Rồi chạy ra đó ôm cô giáo anh ơi. Rồi mừng quá ha. Mà bây giờ ngày nào ở lớp có phép bầu ấy đó. Mà phép bầu là nhờ đâu? Là đều nhờ bàn tay học viên ấy. Sau đó mọi người thấy ấy, đi học ấy bổ đường, đúng không ạ? Vui không? Vui. Rất là vui. Rồi tốt quá, đây này, phỏng vấn chị áo đen này, đó bây giờ chị thấy sao khi mà chị tới lớp á, chị thấy sao? Đầu tiên á thì chị không có tin, ổng kêu á là mua đá trường ấy, chị nói trời tào lao lắm, đừng tin trên mạng, thấy không, tào lao lắm, không tin. Nhưng mà sao đó ổng có mua đá rồi thì mình thử. Anh già thử cái bữa đó xong rồi trời nó ngủ ngon, thật là ngon luôn á. Cây lễ này có thể thôi lên đăng ký học. Mới lên đăng ký học, hai chồng đăng ký học thì càng ngày càng học thấy đúng ghê, mở mau mạch, mở tĩnh mạch. Trường đá mua thêm 6-7 cục đá để về trường luôn, cái lưng trường cái lưng bữa nay là thẻ cái lưng luôn, không đau luôn nha, nói thiệt luôn, cái này không nói láo đâu á. Tự nhiên hồi tối trường 40 lần cục đá rồi cái lưng, bây giờ tỉnh queo rồi, giờ làm chồng tỉnh queo cho bữa đầu làm cho mình không, nói cái này nói thật luôn á, trường đá rất là tốt. Cái này hôm bữa đó bị sần sần cái này nè, bị sần sần cái trường cái đá chỗ gian này nè. Cái qua 2 ngày sau ổng nói hết rồi, chỗ này thấy hết rồi, mệt thiệt rồi, giờ hết trơn, hết nhám luôn. À tức là chị bị sần sần xấu xấu ở cái cổ chị? Đúng rồi. Rồi xong cái trường đá cái giờ nó bị thè thím luôn đấy. Mà chồng là cái người phát hiện ra sắc đẹp của vợ đúng không? Chứng tỏ anh này rất để ý sắc đẹp của vợ. Mọi người lưu ý này, phụ chị em phụ nữ ai mà muốn đẹp, ai muốn đẹp trường gan nha. Như chị này, chị ý nói này sao này, là lúc đó da bị sần sần dần sần á, mà trường có 2-3 lần là hết sạch sần á, da láng mịn đấy. Nhưng mà ngủ ngon, ngủ ngon luôn, không phải là nó ngủ để vô lại hồi ngủ tiêu. Cái lưng cũng đã thì luôn, trường là mắt đầu ngủ. Dạ. Người đẹp mày tươi nhất này. Dạ, bây giờ cái chỗ này cô thấy mấy hụt này ha. Bây giờ cũng bớt rồi nè. Tức là bớt những cái mấy đồi mồi hả bác? Không, làm cái hụt thịt dư hả? À, thịt dư hả? Cái gì cô thấy nè. Rồi, đúng rồi. Bây giờ ít đi rồi. Rồi. Đó. Tức là giảm cái thịt dư.
cái mí mắt này nó cũng teo mất đi. À, là cái vòng mắt đấy, vòng mắt này. Ờ, vòng mắt hôm trước là nhỏ, giờ mắt này mà cứ làm bớt sụp mắt, bớt sụp mí, bớt sụp mí. Mà mới có 10 ngày, mới chườm đá 10 ngày. Chườm đá có 10 ngày thôi. Rồi thì chúc mừng bác, rồi chúc mừng cả lớp mình. Rồi bây giờ chương trình tạm dừng phát trực tiếp, lát nữa có kết quả sẽ phát tiếp cho bà con xem. Lát nữa là mọi người sẽ chạy ào ào. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.